Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính chào cô chú anh chị em. Trước khi vào phần của video á, thì cho em Hiếu xin đôi phút để giới thiệu. Tại vài bữa nữa em Hiếu cũng đi làm phần sự, đi phát những cái phần quà từ thiện. Có một cô ở ngoài Sài Gòn quý vị, cô này cũng khá thân thiết với em Hiếu, tức là cô Chi quý vị, cho em Hiếu là 200 thùng mì chay, 5 bịch ngũ cốc, 5 bao gạo, mỗi một bao vậy là 50kg, 5 bao là 250kg. Rồi đi phát cho bà con nghèo ở vùng biên giới trên em cháu. Thì vài bữa nay em Hiếu vắng mặt, không có thể lên đây để chia sẻ bà con. Và sắp tới em Hiếu cũng đi qua bên Nhật Bản quý vị, để mà cập nhật về những loại thuốc mới để gửi gắm cho bà con, nhất là cái bệnh bạch hầu. Hiện tại đây thì đã có một số người tử vong ở ngoài miền Bắc và ở dưới Cà Mau này kia quý vị, có một số người tử vong rồi. Thì có nhiều biện pháp là cách ly, ngăn chặn này kia, giống như cái dịch bệnh mà Covid quý vị. Nhưng mà quan trọng nhất là cái tiêm Covid khi xưa cô chú, lúc giờ cô chú anh chị mình tiêm đó, mình tiêm 2 mũi 4 mũi gì cũng vậy, nhưng nó không có, nói chung là không có trị được cái bệnh bạch hầu này. Thành ra bây giờ em Hiếu phải đi qua bên Nhật Bản để mà có thể là cập nhật mấy cái thuốc này cho cô chú anh chị em. Và quan trọng nhất đó là khi mà cô chú anh chị em Hiếu đi rồi đó, thì cô chú anh chị em lúc nào em Hiếu cũng giữ máy cho mình hết. Cô chú anh chị em có cần điều gì thì cứ việc điện cho em Hiếu. Và quan trọng nhất bây giờ đó là những cái chai dầu em Hiếu đã được nâng cấp lên. Thì dầu này em Hiếu để là ngừa Covid nè quý vị, nó có trị bệnh cảm cúm này kia luôn. Em Hiếu để hình Covid đây cho quý vị xem luôn hen. Thứ hai nữa là dầu này em Hiếu đã nâng cấp lên một cái mùi hương thơm cực kỳ đặc biệt. Là một chai thế này đó, em Hiếu để cho mình một chai nhỏ này là 3.000, chai lớn là 5.000, giá không thay đổi quý vị. Có chú Quỳnh Văn Quế đó, chú lấy cái em Hiếu là 200 chai này. Rồi cô là Quỳnh Ấu Trinh là lấy 50-60 chai thế này luôn quý vị. Tức là bây giờ cái bệnh Covid, bệnh cảm cúm, bệnh ho, chóng mặt, qua mắt, ù tai, kiểu mình ăn uống nó không tiêu phải không? Cô chú anh chị em mình làm thế này nè, chính em Hiếu đã cảm nhận luôn hen. Cái dầu trắng này đó, cô chú anh chị em mình thoa đây. Rồi, thoa cổ quay đấy. Rồi cô chú anh chị em mình lấy cái chai dầu nè, mình ấn vô miếng huyệt này nè quý vị, ấn vô thế này nè. Đó, ấn vô thế này thôi. Đó. Thì lập tức trong vòng cô chú anh chị em ấn xong tầm 1 phút thôi quý vị, là cái hiệu quả đó, là nó đạt được đó, là cô chú anh chị em sẽ lập tức là không còn qua mắt, chóng mặt gì cho quý vị. Nó khỏe hẳn ra như con người mình, nhẹ lại cái đầu mình có khoảng 5kg quý vị. Đó, rồi chú anh chị em mình thoa nhẹ tay. Rồi hít thế này nữa, mùi hương thơm cực kỳ dễ chịu luôn. Đó, không có gây ra tác dụng phụ gì cho quý vị. Mình lấy cái này mình cạo luôn quý vị, cái chai dầu nè. Nhưng mình không có đồng xu đó, mình lấy này mình cạo luôn. Đó. Đó, cô chú anh chị em mình nhớ nha, làm giùm cho em Hiếu thế này. Chính em Hiếu đã cảm nhận quý vị. Nhiều khi mà làm video rồi cuộc sống mình suy nghĩ mình như kiểu như bị xì chết nhiều quá đó. Cái đầu mình làm thế này, rồi đơn giản thì thôi. Rồi cô chú anh chị em bảo đảm quý vị có một cái giấc ngủ yên và ngon luôn quý vị. Đó, không có nằm mơ tầm bậy em bạ luôn. Đó là chính em Hiếu cảm nhận qua về những cái loại dầu mình em Hiếu. Rồi quan trọng nhất á, là cái thằng xương khớp này thì bà con người ta mới điện lại cho em Hiếu, người ta báo cái kết quả bệnh tình của cái chú này làm muối ở dưới Cà Mau, ở dưới Nam Căn Cà Mau á, là cái vùng nó dùng biển nước mặn á, người ta làm muối, người ta khiêng giác là kia nặng lắm. Thì cho chú nói á, là lúc giờ á, cái bệnh xương khớp của chú là 10, dùng xong một liệu trình và một cái xô bóp này đó, và chú có bị tê luôn không quý vị, bị tê tay tê chân luôn. Chú nói là Hiếu ơi, cái hiệu quả đạt được đó là lập tức là nó sẽ hết tê liền. Nhưng mà cái xương khớp nó còn hơi đau đau lại em ơi, chưa có hết hẳn. Bây giờ như thế nào? Thì em Hiếu mới tư vấn thêm đó là bây giờ không có gì khó hết. Yêu cầu nó như vậy thôi, em Hiếu mong nó đạt kết quả như vậy thôi. Chứ giờ quý vị mừ mà quý vị muốn một cái một mà chỉ hết liền là không bao giờ được nha quý vị. Không phải thằng dược, không phải thuốc tiên gì đâu. Thuốc này nó hay thiệt đó, nhưng mà cô chú anh chị em phải dùng một liều lượng nhất định. Tức là bây giờ những người nặng như vậy đó, chẳng hạn như chú bây giờ là chú còn 2-3 phải không, là lâu lâu nó còn hơi đau nhẹ trở lại phải không. Cô chú anh chị em đặt thêm dùm cho em Hiếu một liệu trình nữa, đi xuống dưới rồi dùng xong liệu trình thứ hai rồi chỉ dứt điểm luôn. Đây là dành cho những người nặng thôi, còn những người dễ nhẹ mà trẻ tuổi làm ăn ở công ty hay là làm những cái gọi là cái cao ốc này kia quý vị, tức là làm hồ làm mướn này kia đó, người ta dùng một liệu trình nè là người ta dứt điểm hết. Thứ nhất là cái sức khỏe người ta có, thứ hai nữa người ta còn trẻ, người ta lao động này kia, ta cũng có sức khỏe hơn những người già mình. Bây giờ cô chú anh chị em 60-70 tuổi mà bị lại với những người 40-50 tuổi thì thế nó như thế nào?
nó trên nhau một chợt vật gì, cái sức khỏe và cái độ tuổi nó đã khác nhau rồi, và hình ra cái hiệu quả đạt được khi dùng thuốc đó, nó sẽ khác nhau nữa. Thì có rất nhiều những cô chú anh chị em ta đi đứng không nổi luôn, người ta vẫn ngồi dậy đi đứng bình thường, và những người bị tai biến vẫn dùng đều được nha quý vị, vẫn dùng đều được. Đặc biệt của hàng này đó là uống nó khác với những cái thực phẩm chức năng của Hồng Kông, của Trung Quốc, là hàng này thực phẩm chức năng của Nhật. Thì của Hồng Kông với của Trung Quốc đó, mình uống vào mình thứ nhất là mình sẽ bị giữ nước, điều giữ nước là điều dĩ nhiên đầu tiên, thứ hai nữa mình bị biến chứng, thứ ba nữa là mình bị tăng cân. Đó, nó giữ nước thì có thể qua tăng cân và bị biến chứng. Thứ tư nữa là mình bị mục xương. Thứ năm nữa con mắt mình sẽ mờ. Và thứ sáu nữa là mình sẽ bị đau bao tử luôn. Tại mình uống thuốc đó là thuốc Trung Quốc. Thuốc Hồng Kông là của Trung Quốc quý vị. Hồng Kông là của Trung Quốc không à. Hồng Kông của Trung Quốc cứ giống như là bây giờ cô chú anh chị em mình hiểu đơn giản thế này nè. Cũng giống như là một đất nước mà bây giờ đó là nó tách ra làm hai riêng biệt. Nó vẫn là một đất nước chung quý vị. Đó, chẳng hạn như bây giờ Việt Nam là có An Giang, nhưng mà An Giang bây giờ nó tách ra thành một cái nước riêng nữa, thì bây giờ đó là vẫn là của Việt Nam chung của Việt, tức là Trung Quốc với Đài Loan nó cũng có một thôi. Mình dùng đồ Trung Quốc, dùng đồ Hồng Kông, dùng đồ Đài Loan, dùng đồ Ma Cao là cũng Trung Quốc hết trơn. Và cái đặc biệt những cái sản phẩm bên Trung Quốc thì quý vị biết đó, nó gây ra nhiều tác dụng phụ và nó biến chứng dữ lắm. Thì cô chú anh chị em mình ráng sử dụng cái thực phẩm chức năng này để mà điều trị về xương khớp, gây cuộc sống thoái hóa, thằng kinh tọ, đau thắt lưng, trào dịch khớp gối, tê tại tê chân, trị gút và người gút luôn quý vị. Một cái liệu trình thế này thôi là cô chú anh chị em mình trị dứt điểm rồi. Đối với những người nhẹ, những người nặng thì cố gắng dùng cho em Hiếu hai liệu trình. Có nhầm người tôi nói thế này quý vị, đó là cô đó cổ ở ngoài Sơn La, cổ mới điện cho em Hiếu sáng. Cô nói là cổ mua những cái sữa canxi á, một hộp là 500.000, 900.000, mua một lần là 7-8 triệu. Mà nói là em Hiếu ơi, cô uống vậy đó cô không thấy kết quả gì hết trơn. Mà bây giờ đó sau thuốc em Hiếu thứ nhất á, là đối với chị, đối với cổ thì theo em Hiếu nghĩ là cổ có tiền. Thì đối với cổ của nó là 300-mấy chục ngàn không thành vấn đề, nó quá rẻ đi. Hộp 5-600, 7-8-900, ngải đen gì của trong vùng bảy núi gì đó, cũng dùng có không hết luôn. Bây giờ của em vậy là sao, dùng vậy có hết không? Thì em Hiếu nói là bây giờ á, em Hiếu không bảo đảm. Nhưng mà bây giờ cô chú anh chị em, nếu mà tin tưởng em Hiếu, thương em Hiếu, em Hiếu người đạo, em Hiếu không có gạt mình đâu. Cô chú anh chị em lấy về dùng thử đi, xem kết quả thế nào. Lúc đó rồi chúng ta sẽ quyết định được có tiếp tục uống hay là không. Thì có hiểu cái hiệu quả nó thế nào, nó đạt được, mang lại những cái lợi ích gì. Bây giờ nổi cộm lên là những cái ngải đen này kia đó quý vị, người ta đem ra người ta làm thuốc nữa đó. Đó có thể là mình chưa biết được cái tác dụng phụ nó có hay không. Mà bây giờ đó là cô chú anh chị em mình uống sữa cũng không hết đâu. Sữa của MC Quyền Linh hay MC Cát Tường này kia cũng không hết đâu gì. Mình dùng cái này thôi là nó trị dứt điểm cho cái bệnh xương khớp của mình. Đối với người ta đó, người ta sẽ tập trung làm cho một cái phương diện, một cái bài thuốc nào đó nó hay, nó hiệu quả. Còn đối với em Hiếu là em Hiếu bao gồm hết tất cả những cái sản phẩm bên em Hiếu đều qua những cái sự học hỏi và tìm tòi chính em Hiếu cảm nhận của em Hiếu. Thì thầy cho biết đó là người xưa còn chẳng cần than, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ, đời xưa có ngũ viên kỳ, học tài nấu thuốc đem thì cho dân. Tức là khi xưa có tất cả các bậc vĩ nhân đã đem tài học thao lược làm thuốc, là men giúp đỡ cho bà con. Thì ngày hôm nay em Hiếu cũng làm như vậy để mà giúp đỡ cho cái việc bệnh hoạn của bà con. Bây giờ chúng ta ai nơi đây bị sỏi thận, sỏi mặn, thận suy, thận yếu, thận tiểu đêm, thận qua mắt, chóng mặt. Mình đi tiểu cái là nó gác, nó đau, nó không chịu nổi luôn quý vị. Bây giờ em Hiếu có cái thực phẩm chức năng. Thì thực phẩm chức năng này nó cũng Nhật luôn, nó trị về thận hư, chóng mặt, ù tai, lưng gối đau nhức, tiểu đêm, bổ âm, ít thận, phụ nữ khó có con, tiền mãn kinh, nam tinh là bị di tinh, mộng tinh, xuất tinh sớm. Và cái viên thuốc này là một cái bài thuốc gia truyền chỉ riêng độc quyền bên em Hiếu mới có thôi quý vị. Viên độc thuốc gia truyền này em Hiếu chưa có cái tên nữa, cô chú anh chị em mình dùng đó. Nó em Hiếu chiêu bằng mật ong ha, chiêu bằng mật ong, mùi vị rất là thơm. Dùng một chút nữa cô chú anh chị em đặt giùm cái tên cho em Hiếu ơi. Bây giờ quá nhiều thuốc em Hiếu không có dám đặt, không biết đặt tên gì luôn quý vị. Mình dùng hai này chung liệu trình nhau. Nó chỉ trị về thận suy, thận yếu, thận tiểu đêm, sỏi thận, sỏi mặt, dứt điểm tuyệt đối chỉ sau một lần sử dụng thôi.
Hộp này nó có 150 viên nha quý vị. Còn viên này thì nó em Hiếu sẽ đưa cho mình 10 viên. Đó, cô chú anh chị em muốn tham khảo, muốn hỏi giá thì điện cho em Hiếu. Số điện thoại là 0338 616469. Rồi, thì tiếp theo là cái lọ thức chức năng trị về cái bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường này đó là cô chú anh chị em hỏi đó là Hiếu ơi, tại sao tiểu đường bây giờ người ta lãnh thuốc bảo hiểm, ta lãnh thuốc tây uống mà thuốc của em có cái gì mà tại sao em đi lại lên giới thiệu quảng cáo vậy? Thì thứ nhất á, mình không có nói gì hết hen. Mình chỉ nói thứ nhất á, thì khi cô chú anh chị em mình dùng những cái sản phẩm đó đó, nó sẽ bị biến chứng nè. Thứ nhất là chúng ta lủng bao tử. Thứ hai nữa chúng ta mắc mờ. Thứ ba nữa là đường lên cao. Thứ tư dẫn đến huyết áp lên cao. Đó, cô chú ăn cái gì huyết áp nó cũng lên hết trơn, rồi nó biến chứng đúng không? Khi mà cô chú anh chị em mình bị đứt tay, đứt chân thôi là nó sẽ khó lành hơn người ta. Thứ nhất, thứ hai nữa nó biến chứng ăn luồn vô. Thì hay bây giờ em Hiếu đi thế này, em Hiếu lỡ quẹt một cái gai, quẹt cái gai này đứt tay chảy máu. Cái người bình thường người ta sẽ lành lại mau dữ lắm, tầm khoảng tuần lễ ta lành là. Còn người tiểu đường phải không, một tháng, hai tháng, một năm trời chưa lành nữa. Quan trọng đứt cái ngón tay này nó sẽ biến chứng qua. Biến chứng xuống tới đây là quý vị phải cưa ngón tay này bỏ. Mà cưa ngón tay này bỏ nó sẽ còn luồn 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 tới, quý vị phải cưa nguyên cái khủng tay này, cái khỉu tay này, cưa bỏ luôn. Rồi tới cánh tay. Đó thì tương tự vậy thì cái bàn chân chúng ta như vậy. Chúng ta bị quẹt chỗ cái chân, chúng ta sẽ cưa nguyên ngón chân. Từ từ cưa luôn nguyên cái bàn chân. Từ từ cưa lên tới cái khớp gối. Rồi cưa hai đúng hai khớp gối, cô chú anh chị em mình chết luôn. Đó là chính điều này là em Hiếu đã cảm nhận qua. Thứ nhất là ông ngoại của em Hiếu đã bị đó quý vị. Ông nói có một cái lần đó là ông ước nguyện là đi xuống mẹ Nam Hải. Ông chết bây giờ là cũng mãn nguyện đó quý vị. Đi xuống dưới. Rồi người anh của em Hiếu đó là cổng ông ngoại. Lúc đó bị tai biến đó quý vị. Là cổng đi chỉ quẹt qua một cái bực thềm thôi đó. Quẹt chỗ cái bực thềm nhỏ thôi quý vị. Nhưng mà lúc đó đó bắt đầu nó ăn luôn. Ăn luôn là cưa ngón chân, cưa mấy cái đầu ngón chân ở trên. Bắt đầu cưa luôn cái bàn chân. Từ từ cưa 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 lên rồi cục giết cục hai cái giò quý vị. Lúc mắt rồi mà vẫn bị cục hai cái giò luôn nữa. Là cái biến chứng của cái tiểu đường này nó gây ra đó cô chú anh chị em. Rồi bây giờ thì nếu nói về như vậy đó thì em Hiếu xin cam đoan với quý vị, thực phẩm chức năng tiểu đường này là sẽ giúp cho cô chú anh chị em điều chỉnh lượng đường lại. Đường nó không bao giờ lên cao. Đường nó tầm 80, 90, 100, 101. Nó như người bình thường vậy đó. Và quan trọng nhất đó là cái lượng đường này cao là do trái thận của mình đó quý vị. Cái thận mình lọc nó không đều, thành ra cái đường nó mới lên cao. Nếu có như cái thận mình nó lọc tiều, nó thận mình nó tốt đó thì cái người biến chứng bị tiểu đường nó ít lắm. Cái thận mình do trái thận mình yếu, đường nó lọc qua không được quý vị. Thành ra là nó mới giữ lại là cái chất tiểu đường. Thành ra là cái thận nó quan trọng. Mà quan trọng nhất á là khi mà cô chú anh chị em mình trị đường thận, nó phải trị qua được cái thằng gan. Gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, men gan cao và mỡ trong máu. Thì mấy thằng này nó mới nhiễm vô. Nó nhiễm vô tức là mình ăn cái gì vô, nó đưa qua cái lá gan trước. Lá gan nó tiêu quá xong, mới nó bao tử nó tiêu quá xong, nó đưa vô cái chất cho một cái thằng gan. Thằng gan nó đưa xong, nó đưa vô cái chất cho thằng thận. Thằng thận nó mới bài tiết ra, một là đường tiểu, hai là đường đi cầu. Thì đó. Thì bởi vì em Hiếu mới nói đó, mình dùng cái thực phẩm chức năng tiểu đường này là dành cho những người đã bị tiểu đường ha, đã bị tiểu đường mình dùng. Đứt tay đứt chân không có lâu lành, không có biến chứng. Uống càng nhiều càng tốt và quan trọng nhất nó không có tiểu đêm, nó không mất ngủ, ăn uống cái gì đường cũng không lên chân. Là thực phẩm chức năng đường của Nhật Bản, hũ này em Hiếu bán cực kỳ là chạy, đang cháy hàng nha quý vị. Rồi tiếp theo đó, em Hiếu mới nói với mình đó là cái này là dành cho những người chưa bị tiểu đường mà sẽ có nguy cơ bị tiểu đường nè. Tức là gan chúng ta nhiễm mỡ, máu chúng ta nhiễm mỡ, nhất là những người mập á. Những người mà 50kg, 60kg, 70kg, 80kg đó, những người mập ưa bị vấn đề đó hết. Và hũ này nó đặc biệt, nó trị luôn những cái bệnh mà bà con bị ngứa trong máu. Ngứa trong máu, nổi mè đay, rồi vàng da này kia đó quý vị. Là cô chú anh chị em mình ngứa gãi mà đến khi nào mà nó bong chóc da, gớm máu luôn mà nó không hết ngứa đó. Thì cô chú anh chị em thứ nhất á, là mình trị thằng này dùm cho em Hiếu. Thứ hai nữa là bà con nào bị bốn chứng bệnh nè, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, men gan cao và mỡ trong máu, uống thằng này. Đó, thực phẩm chức năng trị về gan bên em Hiếu. Hũ này là thuốc bắc nha quý vị, thuốc bắc gia truyền do em Hiếu làm, cũng độc quyền bên em Hiếu luôn, không có trên thị trường. Cô chú anh chị em mới thấy ở những cái viên nó màu thế này phải không? Nhưng mà đặc biệt cái sản phẩm bên em Hiếu sẽ có một cái công thức làm riêng, không có ai có trên thị trường quý vị. Một cái bài thuốc này cũng là cái bài thuốc gia truyền luôn, cũng không ai biết hết trơn quý vị. Em Hiếu đã nghiên cứu và đã làm ra kết hợp
rất là nhiều những cái bài thuốc, từ thuốc nam nè, thuốc bắc nè, nó rồi những cái thuốc thảo dược của tụi Nhật Bản nó gì đem vô đây để dành cho bà con. 4 trong 1 thực phẩm nhân trị gan ha. Rồi thì bây giờ em Hiếu giới thiệu sơ sơ mau qua thôi, mà khi nào bà con bị ngứa nhiều đó, bà con dùng hũ thuốc bột này. Hũ thuốc bột này đó, một khi mình bị đứt tay nè, đứt chân nè, mình lập tức mình thôi liền, nó cầm máu và nó không để lại sẹo cho mình. Và quan trọng nhất đó, bị vẩy nến, nổi mề đay, ngứa trong ngứa mà nó nổi ngoài sần sù nguyên cái mình mẩy đó. Cô chú anh chị em mình xức cái này vô. Hiện giờ em Hiếu đưa cái này vô cái dầu nhỏ diêm son luôn quý vị. Dầu nhỏ diêm son bên Hiếu là cũng có cái chất bột luôn quý vị. Cái bột này cực kỳ hen. Cực kỳ quan trọng, bà con để 3 năm, 5 năm đều được. Cô chú anh chị em nên sở hữu, một người nên sở hữu một hộp ở trong nhà để dành cho gia đình mình. Và bà con nào đó khi mà có em nhỏ đó nó bị đứt tay đứt chân đó, rồi cô chú anh chị em mình thoa vô chỗ đó. Và em bé sơ sinh đó, lúc mà đó, lúc mà nó mới sanh ra, nó còn máu mủ này kia đó, bác sĩ người ta lau chùi không sạch đó, nó bị vẫy nến, nó bị đòi mồi này kia đó, bị nắm da đầu này kia đó, thì cô chú anh chị em mình xức cái này vô, da bé nó mịn và nó không có gây ra cái sự gác, cái sự đau gì cho bé hết trơn. Da bé nó mịn và nó thơm. Cái phấn này là thay thế cái phấn của baby luôn quý vị. Hiệu quả nó đạt được cao hơn. Này là thuốc bột, mình này mình không được uống nha quý vị, không được uống. Cái này thì em Hiếu chưa có để tem, mà khi cô chú anh chị em nhìn thế này là sản phẩm này bây giờ đang cháy nè. Em Hiếu đang đặt thêm là 10 kg lô nữa mà đem về còn không kịp nữa quý vị. Thuốc bột mà dùng cho bà con là bị mụn nè, nám tàn nhang này kia nè, rửa mặt xong sạch sẽ sức vô cũng được nữa quý vị. Và đặc biệt đó, tất cả những cái bệnh mà ở ngoài da chúng ta, chẳng hạn như ghẻ lát, bong chóc, dậy nến này kia đó, cô chú anh chị em mình sức vô. Rồi khi nào mà cô chú anh chị em mình không quen đó, thì mình xức cái hũ dầu dừa này. Dầu dừa này nó cũng trị về ngứa, lát, ghẻ, lông ban, vẩy nến, chó, mèo, gắn gít gì cắn đó, cô chú anh chị em mình xức vô, khỏi cần đi gút độc quý vị. Và cái hũ thuốc này là hũ thuốc dầu dừa ha, cũng làm bằng cái vị thuốc bắc trong đây. Nhưng mà bây giờ em Hiếu á, đang chiên thằng này qua bên cái bệnh chỉ nhiều hơn. Bởi vì cái bệnh chỉ đó, thì cô chú anh chị em lấy cái này đều vô cái chất bôi chân trong cái bệnh chỉ. Cô chú anh chị em mình bôi vô bên trong cái đường đi cầu, chỉ nội chỉ ngoại lòi ra cỡ nào cũng được hết trơn á. Quan trọng nhất là cô chú anh chị em mình ăn nhiều rau vô, ăn rau gấp cá, ăn nhiều rau củ quả, và tuyệt đối cấm cử luôn là ăn những cái ớt cay nè, cái chất mà có nhiều cái chất nhờn nè. Rồi quan trọng nhất là uống rượu, uống bia đó, những người bệnh chỉ thì không nên ha. Rồi bắt đầu mình bị bệnh chỉ thì mình uống thằng này. Chỉ nội chỉ ngoại, rồi táo bón, huyết áp cao. Huyết áp cao là bà con dùng này luôn. Còn phụ nữ đó, cái hiệu ứng nó đạt được đó là khí hư, huyết trắng, u sơ, u nang, đau bụng kinh. Rồi mình dùng cái này, mình dùng này thì em Hiếu tặng mình hũ bôi chỉ này. Cái hàng này nó nặng hơn này nha quý vị. Cái thuốc đen này nó nặng hơn cái thuốc xanh này hen. Cái viên này nó, bà con hỏi mùi vị thế nào? Dạ mùi vị nó thơm, nó dễ chịu lắm. Uống vô nó không bị cái nhờn cổ đâu quý vị. Viên thuốc nó bóng như là cái viên kẹo vậy đó. Thì cô chú anh chị em mình hiểu, cô chú anh em uống qua rồi sẽ biết à. Và cái cập nhật mới nhất đó là mấy ngày nay hiện giờ đang cháy hàng cái hũ thuốc giữa Nhật Bản và Việt Nam hợp tác nhau, hũ gà gai leo. Gà gai leo này nó có cái tác dụng giống như hũ sáng á, tức là chúng ta uống một ly trà, ly cà phê chúng ta làm phải không? Mà chúng ta uống rượu bia nhiều đó thì hũ gà gai leo này nó sẽ chiết xuất từ 100% cây lá hoa quả gà leo tươi, nên không có tác dụng phụ, không gây hại cho sức khỏe. Công dụng của nó là bổ gan, mát gan, giúp phục hồi tế bào gan, tăng cường gan, tế tạo tế bào gan mới. Tức là bà con nào bị dùng rượu bia nhiều ngày nè, một hũ này mình uống cỡ khoảng 6-7 tháng mới hết nha quý vị. Mỗi lần uống á, cô chú anh chị em lấy cái muỗng cà phê hay là cái ống nút gì đó, cô chú anh chị em ngắt nhẹ một miếng trong đây thôi. Cái này nó là cái dạng bột pha nước lỏng uống ha, pha nước đun sôi đó. Rồi cô chú anh chị em mình uống nhiều á thì mình pha nhiều, uống ít hết, mà mỗi lần dít vậy nó cỡ khoảng một hộp đậu phộng à. Tức là nó nhỏ hơn ngón tay cái mình, dít chút xíu nè. Rồi quậy quậy đều với nước, rồi đưa vô ực uống. Cái hiệu quả đạt được đó, nó giúp mình phục hồi chức năng về gan. Gan mà con uống rượu bia nhiều, gan mà con ăn đồ nóng nhiều, gan mà con thức khuya nhiều, nó nổi mụn như em Hiếu nè. Đó là phục hồi chức năng về gan. Mà quan trọng đó, khi cô chú anh chị em mình dùng xong, mình đưa vô tủ lạnh, rồi nó giữ lại cái mùi thơm, cái hương vị cho cái hũ đó, cho cái hũ thuốc này nha quý vị. Cái này là thực phẩm chức năng hỗ trợ về gan. Nó không, nó khác với cái thằng gan kia. Thằng gan kia nó sẽ trị được những cái bệnh gan, thằng này nó hỗ trợ về gan. Mà cái lá gan này quan trọng lắm. Khi cô chú anh chị em mình thức dậy đó, sáng thức dậy đó là mình không có bị uể oải, không có bị mệt mỏi, thức dậy là thức dậy ngon thẳng giấc luôn quý vị, là mình uống cái thằng gan này.
Rồi tiếp theo nữa là giảm mỡ máu. Giảm mỡ máu của Nhật Bản nha quý vị. Thực phẩm chức năng giảm mỡ máu của Nhật Bản. Rồi tiếp theo nữa thì em hiểu cũng có gói loạn tiền đình, thiếu máu não, qua mắt, chóng mặt, mắt ngủ này kia đó, mình uống này. Rồi bà con nào bị ho lao, ho có đờm, ho lâu ngày không hết, trẻ em, người lớn, người già, phụ nữ, ho từ lúc nhỏ quý vị, tức là bệnh mà ho mà ghiết tới nỗi mà cái mặt mày mình nó xanh xao hết trơn đó. Cô chú anh chị em dùng cái thực phẩm chức năng ho này nó trị về ho lao, ho có đờm, ho viêm phế quản luôn quý vị. Thực phẩm chức năng siro ho của Nhật Bản. Và không gì khác hơn bằng tất cả những cái sản phẩm bên em Hiếu là sẽ trao cho quý vị hai lọ nhỏ mắt. Nhỏ mắt này nó bằng nước mưa ha, nhỏ từ từ nó sẽ sáng, nó không có gây ra cái sự đau gác. Con mắt mình quan trọng nha quý vị. Quý vị mà nghe lời người ta, quý vị đi nhỏ rượu vô, nhỏ bằng cái thuốc gì vô đó, giết từ từ con mắt quý vị nó hư luôn, nó đuôi luôn. Lúc đó quý vị thường ngay, quý vị đền ngay. Và quan trọng nhất đó là người ta bán cho quý vị đó là người ta chỉ biết là nhỏ vô nó sáng liền, quý vị thấy cái gì trước mắt quý vị phái à. Nhưng mà nhỏ về lâu về dài đi, người ta có dám bảo đảm không? Dạ kính thưa không. Nhỏ nó gác quá gác, con mắt mình nó bị sốn, sốn rồi con mắt mình nó không thấy đường, không thấy đường luôn, từ từ phải không, là quý vị hư con mắt rồi đó. Quý vị kêu người ta đi mổ cho con mắt sáng, giờ ta cũng không mổ được. Tại mình nhỏ thuốc tầm bậy tầm bạ vô con mắt mình làm sao, giống như là mình lấy độc, mình đưa vô con mắt của mình, đưa vô cái chỗ đó làm cho nó gây chất độc này hoài, mà dùng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Dùng 1 năm, 2 năm nay là cái con mắt quý vị cảm thấy quý vị sao rồi. Nó hư, nó hoài rồi đó. Bây giờ anh Hiếu làm bằng cái này, bằng cái thủy tinh thạch và cái nước mưa hay là giả là nước gọi là nước sạch đó quý vị, nước sạch dùng cho cô chú gia mình nhỏ vô từ từ thời gian nó 3-4 ngày, 2-3 ngày là con từ từ mắt mình sáng nghe, không còn mây còm mây thịt mây kéo màng đâu quý vị. Và đặc biệt nhất á là cái thuốc y học cổ truyền Minh Hiếu nhỏ về bệnh viêm son, cô chú anh em nhỏ viêm son thế này, nhỏ ở đây đó, em Hiếu pha thuốc bột nhỏ viêm son luôn quý vị. Rồi không gì khác hơn đó là những cái sản phẩm mấy ngày nay đó bên em Hiếu thấy bán chạy nhất là cái nụ trầm hương. Thì cái nụ trầm hương này nó rất là thơm nha quý vị, rất là thơm. Bây giờ em Hiếu đang ở ngoài chờ nè, nhưng mà cái mùi thơm nó vẫn còn ngào ngạt khi cô chú anh chị em mình để. Thứ nhất á, là nó sẽ xua tan đi ruồi muỗi chuột dán. Thứ hai nữa mình xông nhà xông cửa đem lại cái sự tài lộc cho gia đình mình, gia đình con cái này kia nó học hành nó thông minh, rồi cái gia đình nó không có bị bất hòa, không có gây ra cái chuyện này chuyện kia. Có những người mua mà tặng cho người thân mình, tặng cho cô chú anh chị em dòng họ mình luôn quý vị. Em Hiếu được có ngày hôm nay cũng là nhờ do xong cái được cái tài lộc này quý vị, đem được những cái tài lộc về nhà mình. Đó, một viên nén thế này cô chú anh chị em mình đốt lên cỡ khoảng là 20 đến 25 phút nó mới tan. Và mỗi lần đốt như vậy đó thì một thơm lâu tới một tuần lễ luôn quý vị. Rồi, những sản phẩm bên em Hiếu thì tạm thời cũng đã hết rồi. Thì cô chú anh chị em mình nên cảnh cáo như thế này, tức là những cái bệnh bạch hầu, bệnh viêm mũi, viêm phổi cấp tính, viêm virus này kia đó. Thứ nhất á, là mình dùng cái hàng này, bây giờ em Hiếu ân bụng đúng không quý vị? Một chai thế này em Hiếu để lên mình có 5.000 thôi. Mà cái chai nhỏ này đó, người ta bán bình thường là một chai nó đã tới 4.000 quý vị. Chai nhỏ này, nhưng mà cô chú cho mình để ý thử đi hen. Hai chai rưỡi nhỏ này mới bằng một thằng lớn nữa quý vị. Nó không có, quý vị thấy đơn giản vậy đó. Nhưng mà cái nước lớn này thứ nhất là nó nhiều, thứ hai nữa là cái hiệu quả nó cao hơn. Em Hiếu ưng bụng cái thằng này đúng không quý vị? Còn cái thằng bệnh Covid này em Hiếu không ưng lắm. Giống như là 1:9 như 1:10 vậy đó. Em Hiếu ưng bụng thằng chị về cảm cúm, viêm son sòn, nghẹt mũi này kia đó. Đó, thì cô chú anh chị em thấy bây giờ em Hiếu nói chuyện nó hơi nghẹt mũi phải không? Rồi, hít nhẹ vô. Mùi hương thơm cực kỳ dễ chịu, lập tức nó đánh tan đi mấy cái thằng nhức đầu mình liền. Rồi mình bắt cái nồi nước mình xong, mình nhỏ giọt cho mình xong nó càng tốt luôn quý vị. Đó, mình xong vô ghét cái màu mũi mình á, nó sẽ ra được mấy con vi khuẩn, mấy con virus xong mũi luôn quý vị. Nước mũi mình chảy còng 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 ra luôn. Đó, không phải bệnh viêm son hay, nhưng mà nước mũi chảy ra còn hết rồi thôi. Em Hiếu ưng bụng này lắm quý vị. Em Hiếu đang đặt những cái mẫu tem để làm luôn quý vị. Là em Hiếu nâng cấp lên hai cái mùi thơm. Một là cái mùi thơm hương hoa hồng, hai là cái mùi thơm về cái hương hương sen luôn quý vị. Hương sen, hương thơm hoa hồng. Em Hiếu đang đặt rồi. Và bà con nào muốn lấy cái số lượng lớn bên em Hiếu 100, 200 chai hay lấy mấy cái nước dầu này nè, em Hiếu cũng bán lít là cho quý vị. Quý vị về nhà quý vị tự vô chai,
quý vị tự in tem đúng cái sản phẩm của mình ha, quý vị nhét vào những cái tế tăng hay là những cái này kia đó, cái rễ cây này kia trong đây đó, thì tùy do cô chú anh chị em quyết định. Chỉ riêng màu vàng là em Hiếu mới có nhét rễ cây, nhét này cái kia thôi, màu trắng là em Hiếu để trong suốt thế này là cô chú, tại vì lưng thế này là cho cô chú anh chị em thấy nè, chứ đầy quá thì nhiều khi cô chú anh chị em thấy là nó không có nước. Dầu này em Hiếu ân bụng quý vị, nó ngừa luôn được bệnh bạch hầu cho cô chú anh chị em. Rồi thì mời cô chú anh chị em nghe qua cái phần chia sẻ của Quỳnh Hồng về những cái thiên cơ thời cuộc này. Chào mọi thiên chi tiết, quý cô chú anh chị em vui lòng liên hệ 0338 61 64 69. Và khi cô chú anh chị em dùng thuốc thế nào đó, điện lại cho em Hiếu ghi âm, em Hiếu chia sẻ lên để mà lan tỏa đi những cái thực phẩm chức năng này đến với bà con trong và ngoài nước xa công gần. Thì hiện tại em Hiếu cũng có một cái đơn ở ngoài Sài Gòn quý vị, cái cô này nước ngoài về, cô nói là nghe em Hiếu vậy đó, ở bên Mỹ nó bán thuốc mắc dữ lắm. Bây giờ chỉ có cách là cô về đây cô cho được tuần lễ, Hiếu gán gỡ nhanh ra ngoài cho cô liền, là lấy hết tất cả những sản phẩm thuốc bên con đó, thuốc này cô bị bệnh gì đó, rồi con gỡ ngoài cho cô liền gấp. Thì em Hiếu gỡ ngoài, cái đơn của cổ gần 2 triệu bạc đó quý vị, 2 triệu bạc em Hiếu gỡ ngoài, thì cổ lấy cổ dùng. Rồi cổ nếu mà đạt được hiệu quả đó, cổ kêu con cháu cổ, khi mà cổ gây về nước ngoài đó, kêu con cháu cổ lấy về giùm đây rồi đem cái nước ngoài giùm cổ. Bởi vì những cái hiệu quả đó đạt được thì mong một ngày gần nhất sẽ liên lạc được với cô để mà chia sẻ với tất cả quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đáng lên Đức Thầy nói tóm tắt ít lời Âu diệt chủng, là Đức Thầy cho biết rằng là không tu là nó diệt còn luôn. Sư Giải Khoai thì ông nói ngồi trên đỉnh núi treo leo đó, thấy trong bá tánh như bèo cũng nó thai cảnh đổi lòng nổi biệt thế sự mê hồn lị sông mâu. Rồi ông tới chừng đó ông nói cha nọ bồng con mà vợ khóc hòa, tan nát sớm non náo nức giống nồi hồng, gắn trí kiếm tìm chủ nhân ông, tuổi trẻ đầu xanh phanh tay ghế, liệu lượng thâm tình tợ biển sông, thai cảnh đổi lòng nổi biệt ly, muốn gặp bản son với linh kỳ, nôi sức bình xanh phanh nước lửa, có một ngày giờ hội ứng thi, hồn thơ tiên thánh sánh đạo màu, chẳng thấy việc đời mãi mãi tóm thâu. Tóm tắt ít lời Âu diệt chủng, thế sự mê hồn lị sông mau, cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát xóm riền khổ dữ a, nhà không kẻ ở ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha, lời xưa di tích rõ việc này, ai mắc phàm muốn gặp gồng mây, hãy gắng nghe lời ta mách trước, không dình đạo đức sẽ phơi thay. Thương dân xuống bút tay đề, dặn dò bá tánh chớ hề lật phai, cuộc thế giới chuyển lai như chóng, phiên dân tình hãy lóng mà nghe. Lam kiều hữu lộ vắng que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi, thảm cho trẻ hài nhi liệu điệu, vợ xa chồng bận biểu thê lương, phong trần dài dạng gió sương, chư bang tham báo hùng cường đua tranh, còn một cuộc chiếu manh giành xé, khắp hoàn cầu ó ghé một nơi, dòm xem châu ngọc chiều mới, sau đời không sớm tách rời cõi mê, để đến việc thảm thê thê thảm, mắt phàm trần tường lãm bi ai, cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta gắng sức miệt mài giải phiên. Thì Đức Thầy cho chúng ta biết rằng đó là Đức Thầy phiên dạy chúng ta từ năm 1939 tới giờ. Mà Đức Thầy cho biết rằng cái đập Tam Hiệp này đó, thì Đức Thầy nói trong cái bài Để Chứng Đất Bắc này, Đức Thầy đi qua tới là ở ngoài Bắc đó, thì Đức Thầy giải qua tới là bên Trung Quốc, là cho biết rằng là cái đập Tam Hiệp sau này nó sẽ tràn về cái cánh Trung Quốc, ý cái cánh là Bắc, là nước nó sẽ tràn về đó. Thành thở ra Đức Thầy nói thế sự bao la ta chẳng quản. Đức Thầy cho chúng ta biết rằng là Đức Thầy là Đức Huỳnh giáo chủ của cõi này nè, Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, còn Đức Phật Thích Ca là Nam Mô Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca, còn Đức Thầy là Đức Huỳnh giáo chủ của cõi này nè. Trên mặt đất này không có ai là hơn Đức Thầy. Thành thở ra là ông Tập Cạnh Bình này, ông muốn đắp cái đập này đó, ông có hỏi ý Đức Thầy chưa? Thành thở ra Đức Thầy cho chúng ta biết rằng là ông nói thế sự bao la ta chẳng quản, sao ông muốn làm gì ông làm đó. Thành thở ra là ông nói thế sự bao la ta chẳng quản, tiên cảnh non bồng sẵn vị ngôi, là Đức Thầy ở cõi Tây Phương Cực Lạc, và cái cõi Phật cõi tiên là Đức Thầy có ngôi vị hết. Thành thở Đức Thầy lãnh sắc năm sắc lệnh Ngọc Hoàng, Phật Tổ A Di Đà, Phật Tổ Thích Ca và Quan Thế Bồ Tát và Vua Minh Vương xuống đây là dạy chúng ta. Đức Thầy là Đức Huỳnh giáo chủ cõi này, chứ không phải mà tầm thường đâu mà ai muốn làm gì làm. Thành thử ra Đức Thầy nói thế sự bao la ta chẳng quản, tiên cảnh non bồng sẵn vị ngôi, nước non náo nức giống nồi hồng, là Đức Thầy cho biết rằng là trời Phật tạo hóa ra cái nguồn nước này nè, để cung cấp cho cả vũ trụ nè,
nuôi cái giống hồng lạc là chúng ta con rồng cháu tiên, chúng ta là gốc trên thượng đế xuống đây. Mà Đức Thầy cho biết rằng là nước non náo nức giống nồi hồng là giống hồng lạc, chúng ta là con rồng cháu tiên ở dưới đây nè, là chúng ta là con của Đức Phật Thích Ca. Bởi Đức Thầy mới nói là dạy con cả nào đa thân cực, là chúng ta là con của Đức Phật Thích Ca xuống đây nè, mà là cái nguồn nước này là chờ Phật tạo hóa ra để nuôi khắp cả vũ trụ, nuôi khắp chúng sanh. Mà ông Tập Cận Bình này, ông đắp cái đập này lại là ông dình quyền lợi mình lên đất nước ổng, ổng không cho đất nước nào xài là về cái nguồn nước này chứ. Thành thử ra Đức Thầy nói nước non náo nước giống nồi hồng, gắn trí kiếm tìm chủ nhân ông là Đức Thầy, là Đức Quỳnh giáo chủ của cái này nè. Mà ai đâu phải cái nguồn nước này ai muốn làm gì làm đâu. Thành thử ra Đức Thầy mới nói nước non náo nước giống nồi hồng, gắn trí kiếm tìm chủ nhân ông, tuổi trẻ đầu xanh phanh tay ghế. Là Đức Thầy ngồi phanh tay để dòm thử coi coi là ông Tập Cận Bình này đắp cái đập này tới được bao lâu, mà là thời gian coi thế nào. Đó Đức Thầy nói tới chừng tới chu kỳ là nó sẽ bể. Nó thành trở ra Đức Thầy nói là cho chúng ta biết là nước non náo nức giống nồi hồng, gắn chí kiếm tìm chủ nhân ông, tuổi trẻ đầu xanh phanh tay ghế, liệu lượng thâm tình tợ biển sông. Đức Thầy liệu lượng làm cách nào để mà xử lý. Chứ chúng ta nếu cái người đời chúng ta là không có để là yên đâu, tại vì cái nguồn nước này nó cung cấp cho cả vũ trụ. Mà quý vị biết rằng là cái nguồn nước này là quý vị biết rằng từ năm 2006 tới giờ đất nước Việt Nam chúng ta còn có nước đâu, không có nước. Thành thử ra ông đắp đập rồi là nước đâu nữa mà về đấy. Thành thử ra ông nói là nước non náo nước giống nồi hồng, mà gắn chí kiếm tìm chủ nhân ông, Đức Thầy là Đức Bình giáo chủ của này nè, tuổi trẻ đầu xanh phanh tay ghế, liệu lượng thâm tình tợ biến sông. Ông nói thay cảnh đổi lòng, nổi biện lý rằng có phải là ông thay cảnh giặc không. Ông đắp cái đập này là cái nguồn nước nó không có xây vòng tròn như là cái chợ Phật tạo hóa. Ông nói thay cảnh là thay cảnh giặc nè. Ông đắp nước lại, nếu thí quý vị có phải là biết rằng là từ năm 2006 tới giờ nước nó có xây chiều như mọi năm như chúng ta ngày xưa, là nước nó tràn về là chúng ta có phù sa để mà chúng ta mần ruộng không? Không có nữa. Nó có khi là năm là không có nước để mà chúng ta bơm mần ruộng nữa. Thành thử ông nói thay cảnh là thay cảnh giặc đó, nó đâu có phải như thiên nhiên như ngày xưa. Thành thử nó thay cảnh đổi lòng là cái lòng của ông tham, ông muốn là quyền lợi mình nên lắm. Ông đắp cái đập tam hiệp này lại là ông muốn là làm cái thủy điện là cung cấp cho là đất nước ông giàu có thôi. Nhưng mà ông là không có qua được Đức Thầy đâu. Thành thử ra là ông nó thay cảnh đổi lòng, nổi biệt ly, là sau này cái đập tam hiệp này là phe nó chìm trong nước hết trơn. Đó, đất nước Trung Quốc sẽ chìm trong nước hết trơn. Mà ông nó thay cảnh đổi lòng, nổi biệt ly là sau này là nó sẽ chìm. Tiêu tan chứ, biệt ly là cha mình chết, mẹ mình chết. Nó cha mình chết, mẹ mình chết, có phải là biệt ly không? Nó phải là biệt ly không? Thành thử nó thay cảnh đổi lòng, nổi biệt ly, muốn gặp bản son với Linh Kỳ. Tất nhiên bản son là cho chúng ta biết là bản son là ngay đền đài núi Cấm. Sau này lầu đài núi Cấm lộ ra là có cái bản son với chúng ta sẽ thấy. Nó muốn gặp bản son với Linh Kỳ. Linh Kỳ là Đức Thầy chuyển kiếp lại trả lời. Nó thành thử ra là muốn gặp bản son với Linh Kỳ. Rồi ông nói noi sức bình xanh phanh nước lửa, có phải là Đức Thầy nói tên Tập Cận Bình không quý vị? Phải không? Đó. Thành thử ra ông nói noi sức là sức ông Tập Cận Bình, còn xanh là ông là chúng sanh mà dám đắp cái đập này nè. Thành thử Đức Thầy mới nói noi sức bình xanh phanh nước lửa, phải không? Ông phanh nước lại nè, cái nguồn nước này nó không còn cung cấp như là lợi như ngày xưa nữa. Nhưng mà tới cái chu kỳ nó bể chúng ta mới khổ nè. Bây giờ nước, cái lượng nước nó quá chứa rồi. Bây giờ quý vị, bây giờ là lục bão ở bên Trung Quốc, bây giờ theo quý vị thấy bắt mạng coi đi, nó đang khủng khiếp bên bển đó. Nhưng mà cái lượng nước này trời Phật mà tạo quá này mà không ổng ngăn chặn kiểu này, tới chừng trời làm mưa dập rồi xong, cái đập tam hiệp này không bao giờ giữ nổi. Nó giữ không nổi nó sẽ bể. Nó bể rồi đất nước Trung Quốc nó sẽ chìm vào trong nước hết trơn. Mà là ông ba cho chúng ta biết rằng đó là thương thai Trung Quốc chẳng lành, bị phù tan nhiều cách khổ hành lê dân, nhưng mà trời chưa có định phân, cho nên Trung Quốc đi cầu các nơi chứ. Tới chừng đó cái đập tam hiệp này nó bể rồi chứ, là đất nước Trung Quốc nó sẽ chìm trong 70%, nó còn có 30%, mà dân số nó phải tràn ra là các nước khác để mà nó di cư qua để nó sống. Nó còn ông sư giải khoai thì ông nói ngồi trên đỉnh núi treo leo đó, thấy trong bá tánh như bèo, cho tới chừng đó là nó trôi như bèo đó quý vị. Nó thành thử ra bây giờ là mình là cái cơ này ổng cho chúng ta biết cái đập tam hiệp này nó sẽ bể đó. Thành thử ông nó noi sức bình xanh phanh nước lửa, nhưng mà ông phanh nước thôi quý vị ơi, lửa ông không bao giờ phanh được đâu, không bao giờ phanh được. Có đoạn Đức Thầy nói nè: chính tầng mê nhạc nổi thiêu điều, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ,
Hùng văn lệnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, chọn người hiền đức đang phò cho Chúa. Mà ông Tập Cận Bình này, ông giành quyền lợi, ông các nước trên thế giới, ông muốn đánh ai là ông đánh. Ông giành quyền lợi ông không, mà ông có tu đâu mà là Đức Thầy chọn. Thành thử ra tới chừng đó ông Tập Cận Bình này coi chừng nó là ông bả chết về cái cảnh lửa nghe quý vị. Thành thử ra Đức Thầy nó noi sức bình sanh phanh nước lửa, nhưng mà lửa không phanh được. Bây giờ ông mới có phanh nước thôi, chứ lửa không phanh bây giờ phanh được. Thành thử ra ông nó noi sức bình sanh phanh nước lửa có một ngày giờ. Đức Thầy nó có một ngày giờ là sẽ bể đó. Ông nó có một ngày giờ hội ứng thi. Ứng thi là các nước nó sẽ gom vô. Gom vô thì nó sẽ quất vào cái tập tam hiệp này, nó sẽ bể nghe quý vị. Thành thử ông nó có một ngày giờ hội ứng thi. Rồi ông nó hồn thơ tiên thánh sánh đạo mộc. Bây giờ ai đất nước nào cũng vậy, cứ lo là đất nước bây giờ ai cũng có ganh giới hết, thì anh ảnh ai nấy lo làm ăn và lo tu hiền đi. Đức Thầy viết cho chúng ta biết rằng cũng như cái hồn thơ mà chúng ta bình thường thôi, không hơn thua với ai nữa đó, thì mình lo tu đó. Thì Đức Thầy sẽ sánh cái đạo màu lên hả? Đức Thầy nó hồn thơ tiên thánh sánh đạo màu, chẳng thấy việc đời mãi tấm thâu. Bây giờ quý vị thấy ông Tập Cận Bình này ông có thấy ai không? Ông thấy ai chứ? Ông không chẳng thấy việc đời là biển đông là ông không thấy ai chứ? Ông nói là chẳng thấy việc đời mãi tấm thâu là ông tấm thâu, ông muốn gầm thâu lục quắc hết chân mình ra nóng đó. Thành thử Đức Thầy nói là chẳng thấy việc đời mãi tấm thâu. Đức Thầy nói nè, Đức Thầy không có nói giống Thầy, nói tóm tắt ít lời âu diệt chủng, là Đức Thầy cho biết là không tu là diệt luôn. Nó thành thử Đức Thầy nói tóm tắt ít lời âu diệt chủng, thế sự mê hồn lị sông Mâu. Lị sông Mâu là nó lị vào con sông Nương Tử nghe quý vị. Lị vào con sông Nương Tử đó, là nó đập cái đập này là cái này chăng cái dọc con sông Nương Tử. Nhưng mà sau này là ông nói thế sự mê hồn lị sông Mâu là con sông Nương Tử đó, sau này là đất nước Trung Quốc nó sẽ chìm vào con sông Nương Tử này. Thế ông nói sự mê hồn lị sông Mâu. Rồi ông tới chừng đó ông nói cha nọ bồng con mà vợ khóc hòa, tan nát sớm ghiền khổ dữ a. Quý vị biết rằng cái năm Canh Tí vừa rồi đó có phải là nạn tai dồn dập sớm làng còn chi không? Đất nước Trung Quốc bệnh vừa dịch bệnh vừa nạn tai là nước nó ngập đó, ý là mới có đập bể mấy cái đập nhỏ nhỏ bên đất nước Trung Quốc thôi. Mà quý vị biết ra nhà cửa nó tới nóc hết trơn, lầu phố thì nó tới nóc hết, xe du lịch nó trôi như bèo hết trơn. Lúc đó tôi với ông hai là bán đồ chai bên đây là dịch bệnh bán không được, tôi tính ngủ với ổng là giọt bên bển, vớt chiếc xe du lịch về bán đang kiếm tiền đang mua gạo sống. Nó chơi giờ nó bỏ bên bển nó trôi như bèo chân nó, rồi làm sao? Thành thử ra là Đức Thầy cho chúng ta biết làm sao này nó còn khủng khiếp. Cái đập tam hiệp nó bể ra rồi đất nước Trung Quốc nó còn khủng khiếp gấp trăm ngàn lần hơn cái năm Canh Tí vừa rồi. Tại vì ông nói cha nọ bồng con mà vợ khóc hòa chân, tan nát sớm ghiền chân, nó tan nát hết rồi còn đâu nữa, dùng nước nó cuốn hết trơn còn đâu nữa. Ông nói tan nát sớm ghiền khổ dữ a. Ông nói là Đức Thầy dạy năm 1939 tới giờ mà không có nghe. Thành thử ông nói tan nát sớm ghiền khổ dữ a là ông nói khổ dữ a là ông hỏi đó. Nó thành thử ông nói tan nát sớm ghiền khổ dữ a, nhà không kẻ ở. Ôi nói trước, Đức Thầy nói trước hết trơn mà không chịu lo. Bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta nên cố gắng và lo tu. Trong đất nước Việt Nam và có đi ra nước ngoài cũng cố gắng mà lo tu, gắng làm các điều thiện, để tới chừng đó rồi chúng ta không còn kẹp. Chứ tới chừng đó ông nói là tới chừng đó ông nói cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát sớm ghiền khổ dữ a, nhà không kẻ ở. Ông nói nhà không có kẻ ở là không có người ở. Ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp tiếc ha. Rồi ông nói lời xưa di tích rõ việc này. Đức Thầy nắm rõ như trong lòng bàn tay, Đức Thầy rõ hết trơn, Đức Thầy nói trước hết. Lời xưa di tích rõ việc này, ai mắc phàm muốn gặp gồng mây. Đó, chúng ta bây giờ gán lo tu tới chừng đó chúng ta sẽ gặp gồng mây là tái dùng núi cấm. Tại vì núi cấm là tất nhiên là cái núi cấm chúng ta là ông gồng đó. Sau này là cho biết rằng là cái núi cấm là lầu đài núi cấm lộ ra là có gồng và có mây, là nghe chăng tại núi cấm dùng núi cấm. Tại vì cái núi cấm là cái đầu cái thân ông gồng, còn cái núi dài là cái đuôi ổng, còn cái núi Cô Tô là cái đầu ổng, còn cái giò trái của ổng là cái núi Bà Đen, cái giò phải ổng là cái núi là bên đó là đảo Phú Quốc nghe quý vị. Thành thử ra ổng cho chúng ta biết như vậy đó, mà cho ổng nói tan nát sớm ghiền khổ dữ a, nhà không kẻ ở. Ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Ổng nói lời xưa di tích rõ việc này, ai mắc phàm muốn gặp gồng mây, hãy gắng nghe lời ta mách trước, không dình đạo đức sẽ phơi thay. Ông cho biết rằng là cái đạo đức mà đời này chúng ta không nhìn không lo tu, sau này chúng ta phơi thay nằm ở ngoài đường. Là ông ba thì cũng nói thương ba năm chợ không nhóm chiều, nhà không người ở, miệng niệm nhiều nam mô, thay chẳng lấp mà lại phơi khô, nước không có uống mà nam mô đạo nào.
Thế chừng đó là cho chúng ta biết rằng là Nam Mô Đô Mô Phật mà không biết đạo nào chứ. Ông nói thầy chẳng lắp để chừng đó là phơi khô ngoài đó. Thành thử Đức Thầy nó không nhìn đạo đức sẽ phơi thầy. Rồi ông nói thương văn xuống bút tay đề. Là ông xuống bút là cái nghi ông viết ra kinh giảng ông dạy chúng ta trước hết trơn. Ông nói thương văn xuống bút tay đề dặn dò bá tánh chớ hề lật phai. Chớ hề lật phai là chúng ta cứ chạy theo đời hoài lo làm ăn hoài mà chúng ta không chi giáo lý của Đức Thầy ra để chúng ta lo tu. Ông nói dặn dò là dặn dò trước đó. Bá tánh chớ hề lật phai là cho chúng ta biết rằng là ông nói là việc đời không biết thì hay, việc đạo không biết thì tan thay và mất hồn. Ông cho biết như vậy đó. Thử ra bây giờ mình nên cố gắng. Đó, ông nói không nhìn đạo đức xả phơi thay. Thương văn xuống bút tay đề là ông giết cái hết chân mà không lo tu. Dặn dò bá tánh chớ hề lật phai. Gọng nó cuộc thế giới chuyển lai như chóng. Bây giờ quý vị biết rằng là bây giờ thế giới nó đang chiến tranh ở bên đó là quánh các nước ngoài. Mà bây giờ quý vị ông kêu đó là cuộc thế giới chuyển lai như chóng là ông nói máy thiên cơ mỗi phút mỗi tay. Đâu biết gì thời gian nào mà nó ngưng và thời gian nào nó sẽ tấn tới nữa. Thành thử ông nói cuộc thế giới chuyển lai như chóng. Phiên văn tình hãy lóng mà nghe. Hãy lóng mà nghe đó nha. Có đoạn khác ông nói là nghe gõ tiếng đờn không dây không phím mà quán hờn cũng không. Đờn tây rồi lại đờn đông khắp trong bá tánh gặp sông nguyên nguồn. Tuồn đời như chỉ gối cuồng mà còn đeo đấm theo tuồn lẫn lên. Lời lành mắt lấp tai ngơ đua theo vật chất hững hờ đàn tiên. Hố sâu tình dục lại ghiền ghiền cho đến lúc chúng khiên quan tài. Nhắm mắt chỉ nắm hai tay thôi nghe quý vị. Đâu đem tiền của đem gà hầu non chỉ có tội phước hỡi còn. Đến nơi thẩm phán mà cửa son liên đài. Phước nhiều tiên cảnh lên gài tội nhiều xa đọa nhiều ngày thẩm thê. Chừng ấy biết chỉnh ghê nha, ăn năn đã muộn rồi, liệu bài tính toán. Nó thành thử ra bây giờ quý vị nên là ổng cho chúng ta biết là cuộc thế giới chuyển lai như chóng. Phiên văn tình hãy lóng mà nghe. Rồi ổng nói lam kiều hữu lộ vắng que quý vị ạ. Hữu lộ vắng que là về cái cảnh Phật cánh tiên đó. Là nó vắng que không ai đi mà bây giờ quý vị biết gần xét từ vạch giá dài lên dầm gầy rồi đó coi quý vị coi. Từ đó là nhà chú hai dài lên tới dầm rầy đó coi được bao nhiêu người tu đó. Không được bao nhiêu người tu chứ. Thành thử Đức Thầy nói lam kiều hữu lộ vắng que. Mà ngục môn không có cửa mà hà nhau đi. Bây giờ cứ chạy theo đời sau này chúng ta tiêu hết. Nhưng mà Đức Thầy cho chúng ta biết rằng đó là nếu chúng ta không lo tu sau này chúng ta sẽ tan xác và tan hồn luôn. Có thể chúng ta ra nằm ở ngoài cục đá ngoài trời đó. Là nằm ở ngoài đó ông nói là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu có. Nằm ở ngoài cục đá nằm ngoài trời đó rồi 10.000 năm lẻ đó rồi có cái nhà đâu mà cỡ. Đó, rồi ông nói có nằm cục đá mà trời chịu đựng 10.000 năm. Rồi có khi ông nói cái đoạn khác ông nói là gian tà hồn xác cũng tiêu luôn chứ không còn được cục đá nữa. Nó thành thử ra bây giờ mình nên cố gắng và lo tu. Chứ để tới chừng đó không còn kịp nữa quý vị. Thành thử ra ông nói là chúng ta biết là lắng là cuộc thế giới chuyển lai như chóng, phiên dân tình hãy lóng mà nghe. Lam kiều hữu lộ vắng que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Rồi ông nói thảm cho trẻ hài nhi liệu điệu. Nó ba đứa nhỏ sau này nó khổ lắm nghe quý vị. Mấy đứa cháu, mấy đứa nhỏ lớn lên, mới lớn lên đó. Là chú có nói cái clip này, coi em cháu gắng lo tu. Chứ ông nói thảm cho trẻ hài nhi liệu điệu đó. Vợ xa chồng bận biểu thế lương. Đó là lúc đó là vợ xa chồng giặc giả chiến tranh nó chạy rồi là lũ lụt nó ngập hết trơn rồi là nảnh ai nó chạy thất lạc hết trơn. Thử Đức Thầy mới nói là vợ xa chồng bận biểu thế lương. Rồi ông nói phong trần dài dạng gió sương. Chư bang tham báo hung cường đấu tranh. Chư bang là các nước ngoài á. Nó tham báo là đất nước Việt Nam có nền đài và điện ngọc. Sau này là nó tham báo là nó vô nó sẽ đánh. Ông nói chư bang tham báo hung cường đấu tranh. Còn một cuộc chiếu manh giành xé. Quý vị biết rằng còn cuộc chiếu manh là như thế nào. Cuộc chiếu manh là nó còn trong phạm vi 4 viên đông thẻ đó. 4 viên đông thẻ là Đức Thầy ví nguyên cả vũ trụ này sau này nó sụp thành biển hết. Còn trong phạm vi 4 viên thẻ là Đức Thầy ví cho bằng cái chiếc chiếu đó. Bằng chiếc chiếu đó là tại vì là quý vị biết rằng chừng 50 cái số vuông mà nếu đất nước Việt Nam mình không thì mình nói 50 cái số vuông thì nó cũng hơi bự phải không. Nhưng mà ông nói luôn cả bầu trời này và dưới còn chừng 50 cây số vuông thì nó quá nhỏ. Thành thử Đức Thầy nói là còn một cuộc chiến manh giành xé. Tại vì là nó sụp hết chân thành biển. Rồi tới chừng đó nó mới gom vô. Nó gom trong cái phạm vi 4 dinh thể nè. Thành thử Đức Thầy mới dí là còn một cuộc chiến manh giành xé. Là ông nói khắp hoàn cầu ó ré có một nơi là nó gom vô trong đây nè. Vô phạm vi 4 dinh thể. Rồi ông nói dòm xem châu ngọc chiều mới. Sáng chúng ta coi giảng, chiều chúng ta coi giảng lời châu ngọc của Đức Thầy đó. Mà ông nói dòm xem châu ngọc chiều mơ, sao đời không sớm, tách rời cõi mê. Chúng ta lên cái cõi trần gian là chúng ta không có quần có áo gì chứ. Mà lên đây khí gì cũng mê chứ. Ha, ngủ đi chùa chừng là trong vài tiếng đồng hồ là nó trời tôi nhớ cái nhà quá. Ha, mê. Nó là nhớ là tiền bạc ở nhà có nghĩa là sao gà dịch gì tùm lum chứ. Nó thành thử ra Đức Thầy là nói dòm xem châu ngọc chiều mơ, sao đời không sớm, tách rời cõi mê.
rồi ông nói để đến việc thảm thê còn thê thảm như quý vị. Ông nói thảm thê rồi là khổ rồi, mà ông nói thê thảm nó còn khổ gấp trăm ngàn lần hơn nữa. Ông nói để đến việc thảm thê, thê thảm, mắt phàm trần tường lãm bi ai, là mắt của chúng ta thấy hết tận tường, thấy không? Đó, ông nói mắt phàm trần tường lãm bi ai, cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta gán sức miệt mài giải thiên. Cũng đồng là đức thầy con của đức ông, đức bà, cũng như chúng ta con của cha mẹ chúng ta. Đó là cũng đồng, cũng đồng là tình đồng loại nhau. Đó, thành thử đức thầy nó cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta gán sức miệt mài giải thiên. Rồi ông nói thư giới phú thần tiên giáng bút, trong xác của đức thầy là ông thần ông tiên phản tám chấm. Đó, ông nói thư giới phú thần tiên giáng bút, bởi cơ trời đà thúc bên lưng. Bây giờ đó ông thúc cho biết rằng là giặc giả chiến tranh và cái là các dịch bệnh là thế giới toàn cầu chân, mà là ông thúc rồi mà chúng ta không tu nữa thì vừa chết rồi, phải không? Thành thử ra là ông nói cả kêu dân chúng hỡi ơi, sao không thắc tỉnh diệt đời gần bên, là ông nói tới là kế một bên rồi, phải không? Mà không chịu lo tu. Nó thành thử ra là ông nói là thúc mà bên lưng rồi đó, mà ông nói không tu đó chừng khổ cũng bưng nghe quý vị, tu hành gặp cảnh vui mừng và tội thay, tới chừng đó rồi vô trong phạm vi bốn duy đơn thể đó, tới chừng đó nhà Phật con tiên mới hé miệng cười nghe quý vị. Thành thử ra đức thầy cho chúng ta biết rằng là trong đó phạm vi bốn duy đơn thể đó, sau này đó là cái người không tu đó không thể nào vô chấm được. Là tại vì ông ba ông cho biết rằng là ngọn cả dầu chống lỏng cửa trời, người hung khó tới đổi giờ hiền lương. Cái người hung không bao giờ tới đó được, là tại vì đi dọc đường á niệm á là không có chuyên niệm Phật đó, đi dọc đường á cắt cái thú dữ nó xuống đó là nó sắp chữa ăn thịt mà đó, niệm Nam Mô Di Đà Cọp, người Nam Mô Di Đà Gắn không à, chứ đâu có ra được Nam Mô Di Đà Phật. Thành thử ra cái người đức thầy nói ông ba nói người hung khó tới đổi giờ hiền lương là cái người hiền, người ta vô trong phạm vi bốn dinh thể rồi. Còn mình ở đây muốn đi vô đó vô không được, dọc đường mấy cọp nó vớt rồi, mấy gắn nó vớt rồi, lúc đó niệm Nam Mô Di Đà Cọp, Nam Mô Đà Gắn không, chứ không bao giờ ra được Nam Mô Di Đà Phật. Còn chúng ta niệm Phật trước, chúng ta niệm Phật trước rồi có chư thần giữ chúng ta. Mà đức thầy cho biết rằng là người tu thú ấy nó cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó ăn.